Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình tiếp tục mình làm về chủ đề cây chanh nha các bạn, cũng như là chia sẻ cho các bạn về cái giá cả thị trường, về cái giá chanh hiện tại nha các bạn ha, để cho các bạn có thể là xem kênh của mình thì các bạn có thể là nắm được ha, cũng như là tham khảo ha. Thì cái giá mà mình cập nhật các bạn thì ở đây thì mình bán chanh tại chợ đầu mối Bình Tây của Gò Công Tây nha các bạn ha, của Gò Công Tây. Thì cái giá chanh mà ngày hôm nay các bạn thì mình chia sẻ sau những ngày lễ các bạn thì nó vẫn nằm ở mức giá là 15.000 một ký đối với là chanh không hạt nha các bạn ha. Thì đây là cái lọ chanh mình đang quay cho các bạn xem luôn. Ở đây là cái vườn chanh của mình quay thực tế cho các bạn luôn. Và cái lón chanh này là cái lón chanh nhỏ của mình ha. Còn cái chanh mà mình mới vừa thu hoạch các bạn thì nó nằm ở mé bên đây nè. Đó. Thì mình đã thu hoạch được rồi nên nó không còn trái nên mình không có quay được. Mình chỉ quay được cái lón này cho các bạn xem thôi. Thì cái giá chanh thì hiện tại thì nó không có lên nha các bạn ha, cũng như là nó cũng không có xuống. Nó nằm ở mức giá là 15.000 một ký. Nhưng mà cái mức giá này thì cũng cực kỳ là ngon rồi nha các bạn. Đó. Còn đối với cái chanh bông tím các bạn thì nó thì những anh thương buôn đi mua các bạn, cũng như là mình đến tại chợ đầu mối mình bán thì nó là 20.000 một ký nha các bạn ha. Đó. Thì ở đây thì mình cập nhật luôn cái chanh bông tím cho các bạn biết. Thì chanh bông tím thì nó rất là ngon nha các bạn ha, tại vì nó nước nhiều nha các bạn. Còn chanh không hạt thì ở miền quê các bạn thì nó không có chừng các bạn. Nói chung là nó ít nước hơn, thành ra cái giá nó rẻ hơn, cũng như là về cây giống các bạn, cây giống nó bán nó mắc hơn. Cây giống của cây chanh bông tím bây giờ các bạn là 20.000 một nhánh nha các bạn ha. Nếu như là các bạn biết chỗ mua và các bạn mua tại vườn. Nhưng mình ở đây thì hôm bữa mình mới mua 100 cây thì cái giá nó là 20.000 mình mua tại Long Vĩnh nha mọi người ha. Long Vĩnh của Gò Công Tây. Thì bạn nào ở khu vực Gò Công thì các bạn cũng đã biết ha. Đó. Mua của anh Phong á. Còn đối với chanh không hạt này các bạn thì nếu mà một gốc bầu của nó bây giờ nó rẻ rồi các bạn. Hôm bữa nó là 15.000 một gốc, nhưng mà nay nó chỉ còn có là 13.000 à. Đó. Ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn về cái giá chanh cũng như là cái giá cây giống luôn á. Đó. Thì bạn nào đang xem kênh của mình hãy like cho mình một like ha. Còn về cái chanh mà chanh giấy các bạn thì nó là trên 20.000 một ký nha mọi người ha. Mình cũng chưa nắm được cái giá chanh giấy nữa, nhưng mà thông thường thì cái chanh giấy nó sẽ mắc hơn cái chanh bông tím luôn các bạn. Đó. Thì nó trên 20.000 một ký. Hôm nay thì mình mới gọi cho cái bà cô ở trên chợ Bình Tây các bạn, thì có đó là nó cũng mua chanh đó các bạn, thì mình cập nhật cái giá mình chia sẻ cho các bạn biết ha. Đó. Thì đây là chanh cái lón của mình là nó cũng đang ra trái cấp tốc nha các bạn ha. Tại vì chanh của mình thì sự xử lý nó ra trái nó liên tục ha. Này các bạn, trái nè, chùm luôn ha. Đó, nhìn rất là đã nha mọi người. Hôm bữa mình cũng có chia sẻ cho các bạn về cái cây chanh mà không hạt mà trái dài các bạn, nó độc lạ các bạn. Các bạn nào quan tâm về chủ đề chanh các bạn có thể xem cái clip đó ha. Cái clip đó mình cũng mới đăng cách đây bữa hai à. Đó thì các bạn coi lại ha. Chanh đó là chanh hiếm luôn á, nhưng mà nó cũng là không hạt. Mình tính mình bầu cái nhánh đó để mình nhân giống. Còn đây nè, lón chanh khác, chanh khúc này chanh thì mình để lâu á nó bệnh các bạn. Nó mềm rồi nè, bớt nó mềm rồi. Nhưng mà nó bị nám nên nè các bạn. Đó. Thì như cái cây chanh này thì sẵn đây mình chia sẻ cho các bạn luôn, nếu mà chanh mà mình nó bị vàng như thế này nè các bạn. Nè. Mà anh không có bóng á các bạn nên sử dụng cái thằng vali á các bạn. Mình xịt đó là cái chanh nó bóng à. Tại ở đây á, tại vì mình có một hai cây á các bạn. Nó bị như thế này thôi, mình không có đầu tư mà mình xịt thuốc nhiều. Nếu như mà mình xịt thứ nhiều quá mình không có lời các bạn nên mình không có xịt nữa. Trái mà nó nặng cây mà nó nứt luôn nè các bạn nè. Đó. Mình xem ha. Cũng như nó bị nứt trái nè các bạn, nắng quá nó bị nứt trái nè. Nứt trái luôn ha, quay cận cảnh cho bạn xem. Nó bị nứt trái nó bị nám nè. Giờ mình xịt cái thằng vali vô. Là hết rồi các bạn, thứ lại cây này các bạn hôm bữa là nó bệnh. Nó bệnh đó các bạn, nó bị thúi á, mình đào gốc lên nè, nên mình xử lý nó lại được nè. Nó đi quay cho cái điện thoại mình nó lấy nét lại các bạn. À, các bạn thấy không? Nè. Chanh thì cũng rất là nhiều nha mọi người. Đó thì hôm nay thì mình cập nhật cái giá cả cho các bạn biết cũng như quý bà con đang xem á. Thì quý bà con hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cái video này. Thì để khi mà mình ra cái video á thì các bạn cũng có thể là xem được ha. Thì mình hay ra cái video nó thời điểm là lúc buổi tối nha các bạn ha. Khoảng 7-8 giờ gì đó là mình hay ra lắm.
Rồi thì video mình quay tới đây thôi nha mọi người ha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha.